sao U20 Việt Nam báo tin vui, huấn luyện viên Philippe Chaussier mừng ra mặt tại SEA Games. Ở vòng 5 V-League 2023, các cầu thủ trẻ đã có cơ hội ra sân, thậm chí ghi bàn thắng ấn tượng. Đây là tín hiệu tốt cho huấn luyện viên Philippe Chaussier trước khi SEA Games diễn ra. Đầu tiên là Nguyễn Quốc Việt Hoàng Anh Gia Lai. Bàn thắng của Quốc Việt tới ngay sau khi huấn luyện viên Kiati sắp tung Anh vào sân chưa đầy 5 phút trong trận thắng của Hoàng Anh Gia Lai với Viettel. Và bàn thắng mở tỷ số cho BKMX Bình Dương trong trận đấu với Sông Lam Nghệ An của một tiền đạo U20 khác là Bùi Vĩ Hào. Đây chắc chắn là tin tức không thể vui hơn đối với huấn luyện viên Philippe Chaussier. Hiện tại, huấn luyện viên Philippe Chaussier cùng các trợ lý đang rất tích cực đi dò thám những trận đấu tại V-League nhằm tìm kiếm những nhân tố giỏi cho U22 Việt Nam dự SEA Games. Phát biểu khi nhận chức, chiến lược gia người Pháp khẳng định ông sẽ trao cơ hội cho những cầu thủ đang có phong độ cao. Danh sách của U22 Việt Nam sẽ sớm được công bố và dự kiến toàn đội sẽ tập trung trở lại vào ngày 19 tháng 4 tới đây. Họp Việt Nam, U22 Indonesia sử dụng chiến thuật đặc biệt ở SEA Games. Hậu vệ U22 Indonesia tiết lộ bất ngờ về chiến thuật huấn luyện viên Indra Szafri sẽ sử dụng ở SEA Games 32, giống với triết lý của huấn luyện viên Chaussier. Mới đây, tờ Bowler Times của Indonesia bất ngờ giật tít, dò dỉ chiến thuật tập luyện. Huấn luyện viên Indra Szafri sẽ triển khai lối chơi Tiki-Taka cho đội tuyển quốc gia U22 Indonesia tại SEA Games 2023. Cụ thể, bài viết này đề cập đến tiết lộ của hậu vệ Kong Anchi Ayata Wikuna phía U22 Indonesia về chiến thuật mà ban huấn luyện đội bóng xứ vạn đảo yêu cầu các cầu thủ chú trọng tập luyện và sẽ triển khai ở kỳ SEA Games tại Campuchia. Huấn luyện viên Indra Szafri dạy chúng tôi cách thi đấu kiểm soát. Tất cả phải chuyền bóng sao cho hiệu quả theo hướng dẫn của ông ấy. Quan trọng là sự dũng cảm và dám triển khai bóng từ dưới lên trên. Có thể thấy, huấn luyện viên Indra Szafri đang áp dụng lối chơi khá giống với triết lý huấn luyện của tân huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam, ông Philippe Chaussier, người sẽ dẫn dắt U22 Việt Nam tranh tài ở đấu trường SEA Games 32. Một số thông tin đáng chú ý tại SEA Games 32. Tại SEA Games 32, nước chủ nhà Campuchia đã gạch tên khá nhiều môn thi đấu thể thao Olympic, đặc biệt có thể kể đến như đấu kiếm, bắn súng, bắn cung, rowing và canoeing. Thay vào đó, họ quyết định đưa vào một số môn thi đấu địa phương như Bác A To, Võ Khmer. Trước khi lễ khai mạc của SEA Games 32 diễn ra, có 10 môn, phần môn đã thi đấu sớm. Các trận chung kết môn bóng đá nam và bóng đá nữ sẽ kết thúc sớm vào ngày 14 tháng 5 chứ không phải ngày thi đấu cuối cùng. Ngày cuối tranh tài của SEA Games 32 là ngày 16 tháng 2 sẽ có nhiều nội dung của 22 môn thể thao. Ngày khai mạc và bế mạc không có bất cứ nội dung nào được tổ chức. Ngoài ra, mới đây, chủ nhà Campuchia cũng quyết định môn bóng đá nam sẽ không sử dụng cầu thủ quá tuổi. Nhiều môn thể thao ở SEA Games 32 không được truyền hình trực tiếp.